dần lần này cậu ấy sẽ thích. Ừ, tớ biết hôm nay tớ đẹp trai người ngây. Ừ, phải, chắc chắn rồi. Này. Ôi. Mình là kẻ thất bại. Cậu có sao không? Eo ơi, thôi tớ chuồn đây. Ơ, nàng tiên cá. Cậu ấy thích sao? Cầm lấy. Tớ nghĩ cậu cần phải lột xác. Hả? Wow, nhà đẹp đấy. Nhưng làm sao tôi có thể biến thành nàng tiên cá? Để tớ nghĩ. Đưa công cụ bí mật đây. Tớ cần lập trình nói cho màn lột xác. À, và voilà. Chúng ta có một danh sách. Đầu tiên, chúng ta cần tẩy sạch mụn trên mặt. Trời, thật xấu xí. Để tớ giúp cậu. Hãy thể hiện phép màu. Wow, thế này cực kỳ hiệu quả. Có vẻ ok rồi. Tớ không chắc lắm. Để xem kết quả thế nào. Wow, tớ xinh quá. Lấy giúp tớ tờ giấy. Kinh quá, cậu thực sự cần tớ giúp nhỉ. Đây là danh sách. Mụn xong. Tiếp theo là gì? Gì vậy? Ngứa quá đi mất. Phải dọn đám lông chân này. Tớ có công thức rồi. Mật ong chính là bí quyết. Cậu sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Cũng đâu có tệ lắm đâu. Mịn quá. Ai đó ném cái này đi. Úi. Thành thật mà nói. Cũng ngon đấy. Bây giờ thì sao? Gì nữa? Được rồi. Chúng ta cần tạo vảy cho cậu. Hả? Tụi mình sẽ phải làm như thế nào? Chắc chắn tớ có thể tìm thấy ở quanh đây. Không, tớ phải đi rồi. Nhận nhiệm vụ. Tớ sẽ quay lại ngay, bọ rùa. Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy anh bạn? Nhìn giống vậy này. Đúng rồi, cái này dùng được đấy. Tớ đây. Cậu nhớ tớ không? Cậu tìm thấy chưa? Thấy rồi này. Chúng mình chỉ cần chùm vào và đánh phấn màu phù hợp. Cậu ta đang làm cái quái gì? Tớ rất giỏi tút tát nhan sắc. Wow, giỏi ma, giỏi ma. Cần phải nói, bước tiếp theo, trang điểm. Đừng lấy mặt nạ. Cậu ấy thật bướng bỉnh. Đây là cơ hội để mình tấn công. Thành công rồi. Sao có thể như vậy? Lấy được rồi này. Sao có chuyện vô lý thế? Cậu bị sao thế hả? Này, lấy mặt nạ. Chỉ đơn giản vậy sao? Mắt cậu như gấu trúc ấy. Tớ đang biến thành gấu trúc à? Tớ đã có cách rồi. Không còn quần thâm, baby. Kiệt tác của tớ. Wow, đẹp dã man. Đỉnh ghê. Khen thừa, chuyển sang bước tiếp theo. Chúng ta tập trung vào đôi tay. Đôi tay? Ý cậu là gì? Ý tớ là cậu cần phải khoe đôi tay. Tóc tai rối bù thế này. Úi, xin lỗi, nhưng cậu đã có đôi tay. Còn tóc của tớ thì sao? Cậu đang làm gì ở dưới đó vậy? Bingo. Eo ơi, hồi quá. Chúng ta chỉ cần cuộn tóc như thế này. Wow, cũng hay đấy.
Cậu chỉ cần để như thế trong vài giờ thôi. Ha, thời gian trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc tháo nó ra. Oh yeah. Tóc của tớ thật quyến rũ. Wow, cậu xinh quá đi mất. Nhưng cậu có mùi hôi. Sao mà quá trời quá đất vậy? Chúng mình cần phải xử lý móng tay nữa. Yeah, trông còn ghê hơn của macaron. Tớ có thứ này này. Thật tuyệt và ấm áp. Thư giãn quá đi mất. Cậu nhảy lên được không? Sảnh băng sáng bóng. Để tớ mài giũa móng một chút nhé. Xong. Thấy được rồi. Thấy rồi. Đã đến lúc sờn móng tay. Màu đỏ rất hợp với tớ. Dạ, cậu là bò rùa mà. Cậu quên mất rồi à? Tất nhiên là không. Tớ có bộ móng siêu đẹp. Tiếc quá. Chúng mình vẫn chưa xong đâu. Tiếp theo là có áo ngực. Để tớ nghĩ. Chúng mình phải lấy cái đó ở đâu? Của cậu hả? Bỏ cái tay ra ngay của nợ. Tớ có một ý tưởng. Tớ chỉ cần bộ điều khiển thần kỳ. Tớ sẽ nhờ nó làm áo ngực. Vậy là xong. Dễ nhăn bánh. Tớ sẽ mặc nó vào. Đừng nhìn. Wow, xinh thật đấy. Cậu thấy thế nào? Tớ nghĩ chúng mình sẽ cần vỏ sò. Và tất nhiên sơn chúng màu đỏ. Cậu có thể nhanh lên không? Xong. Đẹp quá. Chỉ còn thiếu một thứ. Nàng tiên cá không có chân. Tớ có thực sự cần trở thành nàng tiên cá không? Chúng mình đã đi quá xa, không thể bỏ cuộc. Tớ sẽ làm một chiếc đuôi. Ok, để tớ tìm trợ giúp. Này, làm một chiếc đuôi như thế nào? Cả một con cá, một đống vỏ sò và đá màu đỏ. Ghép tất cả lại với nhau và shake 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 shake. Làm ơn. Hãy biến tôi thành nàng tiên cá xinh đẹp. Thành công rồi. Nhìn mình xinh quá. Còn phải nói nữa. Cậu ở dưới đó ổn không? Tôi không biết. Nàng tiên cá làm vậy à? Một chuyến đi dưới nước thì sao nhỉ? Tớ thích ở đây. Này, bước bọt biển. Xem đi dạo này sao? Tớ thích làm nàng tiên cá. Nhưng tớ vẫn chưa biết cách đi bộ. Được như vậy là tốt rồi. Cuối cùng cũng có thể chinh phục cậu ấy. Đẹp trai ơi. Nào, đến lần mày thực hiện phép màu. Cái gì đây? Cưng ơi, còn nhớ tớ không? Không nhớ, nhưng cậu có mùi cá. Ngon. Bữa tiệc tuyệt vời nhất đại dương. Wow, cuối cùng cũng vào được club người cá. Cố đừng gây rối nhé Luna. Ôi trời ơi, cho tôi ra khỏi đây. Tôi không giỏi lặn đâu. Nhìn kìa, cô ấy có chân. Ôi da, Megan. Ôi không. Một sách, cô đã bị bắt giữ. Hả? Tôi muốn gọi luật sư của tôi. Ở yên đó, đừng chớp mắt. Ha, lêu. Tôi không thể ở trong tù. Có thể chứ. Người cá được tự do, mọt sách phải vào tù.
mình sẽ không thoát khỏi nơi này. Tại sao mình không phải người cá? Hả? Đây là gì? Cảm giác như chân vậy. Ôi trời ơi! Ha ha! Cứ như trong phim kinh dị. Ew! Hình như mình bị cúm slime. Ôi da! Thôi chết tôi rồi! Xin chào cô gái trẻ, tôi ở đây để giúp cô trở thành nàng tiên cá. Một chiếc gương ma thuật. Nhưng tôi cần phải làm gì? Hãy ngước lên. Lên. Wow, một cái hộp kỳ lạ. Wow, nó là thiết bị hút mụn. Để thử nào. Yay, mụn biến mất. Này, sao lại dừng thế? Không, đừng bỏ tôi anh bạn. Thiết bị ngu ngốc. Mình biết một cách khác. Gì thế anh cua đỏ? Tôi đang tuyển dụng trợ lý thủ thuật nè. Anh sẽ giúp tôi chứ? Tuyệt. Càng của anh thật khéo léo. Eo ơi, đừng thử với cua thật các em nhé. Tuyệt. Được rồi. Cục cuối cùng. Tôi chết hẹn rồi, tạm biệt. Hứ? Thật hả? Mình sẽ tự xử vậy. Cố lên ngón tay. Cô đang làm gì thế? Hey. Ghê quá. Lỗi. Thành công rồi. Hả? Cơ hội đây rồi. Công cụ chạy trốn đâu rồi ta? Cậy khóa thôi nào. Ôi trời. Cô đang làm gì hả? Tôi làm gãy nhíp rồi. Mình cần một kế hoạch chạy trốn khác. Nhưng nhổ lông mày trước kia đã. Ôi, sao mấy gái xinh làm được nhở? Sao? Sao nó đỏ thế? Này, tù nhân, bữa trưa đây. Yeah, ăn thôi. Toàn đặc sản đại dương đấy. Ha ha ha. Eo ơi. Chúc ngon miệng. Cảm ơn. Khiếp, đồ phải thức ăn của người. Kiểm tra hộp làm đẹp xem sao. Wow, bộ trang điểm. Mình có ý này. Mình luôn muốn thử mẹo sành điệu này. Bắt đầu thôi. Chỉ cần chấm phấn mắt màu xanh dương lên lưới. Xong. Sao đồ mình to thế? Wow, xinh. Thế còn đồ trang trí. Trông mình sẽ rất dễ thương. Hãy tắm ngọc trai thôi nào. Này, cấm xả rác. Trời ơi, có bị phạt. Xin lỗi. Wow, nhưng tôi vẫn chưa trang điểm xong. Aha, mình biết rất nhiều cách để dùng đá quý biển. Mình sẽ thoa phấn mắt lên vỏ sò. Sau đó đặt chúng lên mắt nè. Yay, lộng lẫy. Thưa cán bộ. Sao hả? Chúng tôi có giống nàng tiên cá không? Chà, mặt thì ổn. Tóc chưa đâu. Hả? Cán bộ ơi, cứu tôi, hãy thả tôi ra. Dừng lại. Mình không tưởng tượng được nó là gì. Megan thật. Cơ hội thứ hai nè. Xin lỗi, nhưng tôi cần chìa khóa này. Đổ hầm. Dừng. Hasta la vista. Đây là đâu? Nhà mật sách đâu? Cô. Hả? Chào cán bộ. Không, làm ơn đừng nhốt tôi nữa mà. Tôi sẽ khiếu nại lên tòa án La La Life. Đi mà nói với cái bồn cầu ha. Sao tóc mình lại có màu xanh? Cái quái. Má ơi, mình cứ như cây lâu nhà. Giờ thì như con poodle. Nghĩa ơi, hãy giúp ta sửa mái tóc thảm họa này. Khiếp. Tôi nên gội đầu thường xuyên hơn. Wow, tóc mình đẹp quá đi mất. Người đâu mà xinh quá. Hả? Ôi không, sao lại khô như vậy? Hả? Môi của tôi.
Tôi biết cách giúp cô. Hả? Cái gì? Dùng quả dừa này như thế nào? Thực ra mình biết một công thức. Trúng phóc. Làm tốt lắm bàn tay karate. Này anh bạn, cậu được chào đón đến bữa tiệc thủ công. Cậu muốn uống gì không? Hãy uống thử nước dừa đi. Bây giờ đến lượt cậu. Yeah, ngoan lắm. Khuấy đều lên nè. Chà, giống như son dưỡng vậy. Mong là hiệu quả. Wow, môi mình lại căng bóng rồi. Eo ơi, mình phải thay áo thôi. Chán quá, mình muốn đọc gì đó. Vớ được món hời rồi. Đúng cỡ của mình. Nhưng nó quá xa mình. Đợi một xíu. Mình câu cá tuy không giỏi nhưng... Chuyện gì vậy trời? Cái quái... Ui da. Cấm câu cá trong tù. Xin lỗi. Trả lại cho anh nè. Trời, thật không ngờ luôn đó. Nhưng mình đã lấy được thứ này. Mình đã nghĩ ra phong cách thời trang mới. Tạm biệt quần áo xấu xí. Tiến hành cuộc cách mạng quần xịp. Xinh. Mình cần trang trí thêm. Khéo tay quá đi mất Luna. Ôi thần biển ơi, áo mới của mình đẹp xỉu. Mình đã là nàng tiên cá. Nhìn xuống đi cưng. Cái gì? Mình không có đuôi cá. Làm sao đây? Dễ thôi. Hả? Đuôi người cá? Nhưng nó nhỏ xíu. Thả nó vào nước là được. Hiểu rồi. Ew. Mình làm được mà anh bạn. Mong là cậu thích bể sục bồn cầu. Ôi trời, wow. Đuôi của mình đã lớn thật rồi. Yeah. Màn tra tấn trang điểm đã kết thúc. Tôi là người cá. Cán bộ ơi. Hả? Holy mama. Cô làm sao hay vậy? Anh thả tôi được rồi chứ? Được chứ. Tự do rồi. Cảm ơn gương thần. Tạm biệt. Coi chừng. Hy vọng cô ấy sẽ không sao. Quên mất mình không có chân. Cẩn thận thưa cô. Không đợi nào. Chris gọi mình đến dự tiệc. Thật tuyệt khi trở thành người cá. Chìa khóa mở ra một ngày tuyệt đẹp là bắt đầu bằng một bữa sáng thịnh soạn. Gần xong rồi này. Ngào ngạt luôn. Bánh quế thì phải có topping chứ. Làm mưa này. Oh yeah. Thật nhiều kẹo trang trí. Chưa gì mình đã thèm nhỏ dãi. Xin gửi lời khen đến đầu bếp. Mà chờ một xíu. Ủa mình đâu có bỏ cái này vào trong bánh. Wow, Rachel sắp tổ chức hòa nhạc. Chỉ cho người cá. Nhìn cô ấy kìa, đẹp như nàng tiên vậy. Mình nhất định phải đến buổi hòa nhạc. La la. Nghĩa là mình phải trở thành người cá. Tớ sẽ đến với cậu, Rachel. Bên này này. Đây là phòng của tớ. Chào Timmy. Tớ không chịu đâu. Ok, đi thôi. Tớ xin lỗi về chuyện đó nhé. Nhưng tớ đã có kế hoạch cực hay. Lăn vào trong đi nào. Rock and roll, baby. Để xem có gì thay đổi không. Wow. Thành công mỹ mãn. Cứ như vật phẩm Rachel bùng nổ vậy. Hoàn hảo luôn. Hoàn hảo luôn. Ok là. Hãy. Mùi gì thế ghê vậy. Ai đó quên không vứt rác hay sao vậy. Sắp có bữa tối rồi nhá Timmy. Trời tươi quá Timmy. Mùi đó thoát ra từ đây này. Con xin. Yêu mẹ. Cá của mẹ. Vậy đúng là thứ mình đang cần. Lấy vảy từ cá sao? Ước gì chồng mình y như này. Vậy thì biến hóa nào. Có xịn không nào? Cũng không xịn lắm. Lần cuối cậu đến gặp nhạc sĩ là khi nào? Tệ lắm á. Thì không tuyệt lắm. Dù sao hãy kiểm tra đuôi. Đuôi cá? Ta chỉ có chân thôi chứ.
Nhưng mà chờ một xíu, mình sẽ tự tìm đuôi mới. Bài hát hay lắm bạn yêu. Cảm ơn bạn nhiều. Xin lỗi về chuyện đó. Nhưng tôi còn nhiều việc phải làm. Mình là thợ thủ công khéo tay, nhưng đã đến lúc thực sự ra tay. Bao việc thôi. Hãy xem phép thần đây. Mình sẽ vẽ vầy này. Thế này mới giống người chứ. Tiếp theo là vầy. Trông ổn áp phết đấy nhỉ. Cứ như đuôi người cá thật. Giờ thì thử vào người. Không cần chiếc quần này nữa. Ok không này? Mình đã là người cá chưa? Ôi trời! Xấu hổ chết mất thôi. À, không có gì mà băng dính không chữa được. Mình sẽ cần dùng thật nhiều băng dính. Vì mình đâu thể đeo dây lưng. Sao mình biết khi nào là đủ nhỉ? Xong rồi. Chiếc đuôi hoàn hảo. Yeah, đi chơi được rồi. Lên đường thôi. Từ từ nào. Hả? Phải đăng lên mới được. Hải dã man con ngan. Xin mời cô vào trong. Cảm ơn anh nhiều. Tiếp theo, đứng ở tại đó. Tôi phải nghĩ đó là người cá sao? Đừng mơ, phản đi. Tại sao? Mình nhất định phải vào trong. Tôi không đợi được đâu anh bạn. Anh thấy bộ này sao? Chuẩn không cần chỉnh. Chả câu bằng gì cả. Làm sao đây? Đây là nhà tôi. Này, đồ chờ người của tôi mà. Chuyện này thật khủng khiếp. Mình sẽ chẳng bao giờ gặp được người trong mơ. Không hề công bằng. Giúp tôi với. Khổ thân. Mình sẽ giúp cậu ấy vậy. Hả? Cái này cho tớ. Đây là gì? Rachel muốn giúp mình á? Được rồi. Kế hoạch gặp Rachel được kích hoạt lại. Nhưng làn da này không ổn. Lại bỏ vảy giả. Chàng ác quỷ đẹp trai nào kia. Đúng một đáng ghét. Bóp ra này. Đã đầy quá đi mất. Mình cần một chút dưỡng ẩm này. Có bình xịt ở ngay đây. Dễ chịu quá. Chẳng khoái thật đó. Thế sao mặt mình ngứa ràn lên vậy trời. Mình chẳng hiểu gì cả. Ủa trời. Trời chó. Xin lỗi. Cậu dùng mặt nạ đi. Nó có chứa tinh chất rong biển. Cảm ơn. Mong nó sẽ hiệu quả. Rong biển thì tốt rồi. Mình sẽ chờ mắt một lúc cho đỡ mệt. Đỉnh của chó. Thấy không Rachel? Tất cả dành cho nàng. Wow, cảm giác thật đặc biệt. Quên phải bỏ mặt nạ ra đã. Da mình nhăn bóng rồi. Da cậu thực sự rất đẹp đấy. Tớ rất thích. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Úi da. Mau tránh xa em ra. Tại hơi thở của mình xấu. Thứ này ở đâu dạ vậy? Xin lỗi nhờ. Có lẽ đã đến lúc xử lý hàm răng rồi nhỉ? Răng khá là xấu nha. Thật thế hả? Đây, cậu có thể cảm ơn tớ sau. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Tớ sẽ bắt đầu nhai thử xem. Mình sẽ nhai hết luôn. Wow, vị bạc hà này. Nhưng mà nhai nhiều cũng mỏi hàm. Răng mình đã trắng chưa nhỉ? Chỉ có một cách để biết. Để xem nào. Một cục to tướng luôn này. Wow, nhìn thứ này xem. Xong rồi. Đã đến lúc tìm ra sự thật. Sao mà lắm lâu vậy? Tớ có thể giúp cậu đó. Ở đó. Này, dành cho tớ à? Thật không thể tin nổi. Máy tiền lông bằng điện. Đúng thứ mình đang cần. Tạm biệt lông rậm rạp. Giờ hãy chuyển sang bộ diềm ép. Từ từ. Miệng như da em bé rồi này. Hoàn hảo. Chả gần hoàn hảo thôi. Mình có đuôi ngựa ở dưới này. Không phải hôm nay. Cậu có bao nhiêu lông vậy? Wow, hãy ngắm kỳ quan này đi. Cậu thấy thế nào này, Rachel? Cậu có một cái ấy
Cái kia không phải của tớ. Cầm lấy. Nặng dã man luôn. Có gì nhỉ? Không thể tin vào mắt mình. Quá trời màu đẹp ở trong này. Phải nhìn kim tuyến này xem. Wow, hôm nay gặp may rồi. Ok, vào việc thôi nào. Đi hôn bắt được cao. Thách anh hả? Chờ một chút, nhà ở đâu vậy? Ai đấy? Bạn chờ một chút, mau đi vào đồn. Đi thôi. Cậu có thích không? Khoan, tớ không thấy mặt cậu. Tớ phải đeo kính đã. Chắc vậy, nhưng còn một thứ nữa. Lại đây. Mấy thứ này thôi gớm quá. Thế này nhìn hấp dẫn hơn nhiều. Ngắm mình đi, Timmy. Wow, thấy được rồi. Và tớ thích nó. Yay, giờ cậu chỉ cần đuôi thôi. Cầm nè. Gì cơ? Tin tớ đi. Ok, cảm ơn cậu. Đây là gì? Sao kéo hoài chết vậy? Đó, chiếc đuôi của riêng mình. Thật không thể tin nổi. Vừa nhớ in. Nhưng còn áo này thì sao? Không mặc nữa đâu. Xịn hơn hẳn. Này, đưa tớ cái đó. Wow, mê rồi nha. Tớ đến gặp cậu đây, Rachel. Và lần này họ sẽ sợ tớ bảo. Vì tớ đã là người cá rồi. Cô ấy thật tuyệt xin vời. Xin chào mọi người. Wow, đẹp quá đi mất. Đây là buổi hòa nhạc tuyệt nhất. Mình có bỏ lỡ gì không? Tớ đây, Rachel. La la la. Ai thế? Chào cậu. Tớ rất vui vì có thể gặp được cậu. Thôi đi, thật lãng mạn. Yeah. Tình yêu đích thực của Rachel. Không được đâu nha. Hả? Chuyện gì vậy trời ơi? Mình phải chuồn khỏi đây thôi. Rachel, chuyện vừa rồi quá ngợ luôn ấy. Ôi trời.